Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà có phải không? Hôm nay chị em mình cắt bánh, mua đòn bánh, cắt bánh ăn cho nó ngon, thiệt là ngon. Cảm giác nhìn theo giống như cái hiệu trong này nè. Đó. Cái hiệu nó mình thấy ở ngoài nó ngon là cả nhà, đòn chị bánh mình nó mới ngon cắt ra đó các bạn. Cả nhà thấy không? Ba màu á. Lá cẩm. Lá cẩm là loại tím tím á. Xanh đó là thường thường ở Việt Nam là màu xanh đó là người ta làm bằng biết gì không? Bồ ngót. Bồ ngót người ta giò người ta làm bồ ngót đó là màu xanh xanh. Bánh tét này là ăn Tết đó cả nhà. Để mình cho các bạn xem cái hiệu nha. Để mình để lên gì. Có để gì trong tao hay là ngược đâu vậy? Chân quá không chị? Ăn gì quá không? Phải ngược không ta? Thôi đúng rồi nè. Đúng rồi. Đúng rồi cả nhà ơi nè, cái này hồi nãy chị mình mới cắt ra thử đó. Người ta nói ăn lạc từ đó các bạn. Mình tự tin ở ngoài thấy ngon là ở trong ruột nó cũng vẫn ngon luôn, tự tin mà. Thơm lắm đó cả nhà. Cái này ở trong là như đậu phải không chị? Mà cầm miếng này đi đấy. Cắt cái này nó lại đứt cái hiệu. Thôi cắt luôn. Chị cắt dày á. Dày quá ăn không hết. Dày nó mới dính được thấy cái bánh nó bị gớt ra rồi. Cái cắt mỏng quá nó gớt rồi. Quá bự mà ăn không hết. Chị mình cho ăn ít cho thấy ngon đó các bạn. Nhiều quá ăn không hết. Người ta làm khéo đi hết cả nhà. Đây. Cái màu này là cái màu bằng bồ ngót nè, bồ ngót ở Việt Nam là lắm. Chị có cái bọc dưới trong nè chị. Có thấy. Đó, xin mời cả nhà ăn bánh với mình nha. Đó. Chị cả ăn đi. Nhà và ba má, các em đồ ăn bánh Tết. Cho nó vui với tụi con bên Mỹ nha. Tụi con là ăn bánh Tết ở bên Mỹ nè. Bánh này là bánh đồ ăn lạc của bên Mỹ. Đó. Xin mời mà ba má và cả nhà các em các cháu rồi ăn cho vui với các bạn rồi ăn cho vui với mình nha. Rồi chị ăn đi. Ăn thử coi. Thơm lắm đó cả nhà. Ngon dữ lắm, ngon luôn. Ngon một mình chị ăn nửa đòn, em nửa đòn. Làm sao mà ăn hết, một phanh một pha. Lâu lâu rồi ăn miếng nữa. Làm cái da vừa ăn ngon lắm. Béo phải không chị, có dừa trong nó. Nó không có béo không, nó có béo. Cái này nếu mà béo á, thì để lâu không được. Nó làm bánh chữ này là không có béo không. Cái này người ta gói bằng dây gì chị? Dây này dây gì? Dây lông. Người ta làm khéo cái đòn người ta gói cái này vuông nè cả nhà. Mà đó chị hai chị hai của mình á, chị hai cũ và con bạn gì mình á. Chị gói bánh chữ này là chị gói đẹp khéo lắm luôn. Chị gói đẹp lắm luôn. Trời ơi nó bị rớt ra rồi. Nếp này thấy nó dẻo quá chị. Nếp bên đây nó dẻo. Mời cả nhà ăn nha, ngon quá các bạn ơi. Làm cái này không có dừa không? Dừa không có nhiều không để thằng đấy lâu được. Mình lại mình ăn cái da, bây giờ mình ăn cái nhân. Cái này đậu hả chị? Đậu cái trong. Thằng đậu béo ngon quá.
miếng đậu tưởng như cái miếng khoai tây. Ôi ghê, như cắn miếng khoai tây. Chị hai cũ quá, chị nào âm bà con bạn gì giúp mình á. Ừ. Chị gói chữ âm cờ. Ừ. Chữ cờ đẹp lắm. Hồi năm rồi một đòn là 5 đô. Ừ. Chị ở trong này là màu tím đẹp quá chị. Mua về cộng ở trong cộng trong giấy hình thứ quên coi cái giấy mấy đòn mấy đồng một đô. Ý một đòn hồi năm gọi thì 5 đô một đòn. Năm nay quên coi cái giấy. Ăn bánh tét này nè các bạn. Không có bị đau bao tử, phải không chị? Có niếc nó tốt quá. Sáng ăn thanh bánh mới làm, tới trưa mới có ăn cơm được. Bánh tét nó làm cho mình lâu đói. Chị ăn thêm đi. Một thanh. Quay cho nước uống mới được. Cũng nổi. Vậy lấy cà phê gì để chị uống đi. Người ta gấu với các bạn biết trong này có cái bọc gì nè. Này ở ngoài là lá chuối. Vậy chị uống trà nóng đi. Ngon lắm đó cả nhà. Ngon quá, ăn hết nửa đòn đi. Tại sáng mình uống ly cà phê rồi đó. Nên mình ăn bánh tét này. Sao không? Thơm lá chuối nha các bạn. Lá chuối là gói thơm. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Gia đình mình có ăn cái món gì đó mình quay cho các bạn xem cho vui. Cái này bánh tét ba màu nha các bạn. Ăn lạc được. Rồi chị ra chị bye cả nhà đi. Em tắt máy. Bye cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc ngày Tết nha.